Cindy Lư xác nhận đang yêu Đạt Di, bị nghi đá xéo Hoài Lâm không phải người cha tốt. Những ngày vừa qua, bùng binh tình cảm của Hoài Lâm, Cindy Lư, Đạt Di, Du Uyên khiến mạng xã hội dậy sóng. Sau 3 ngày im lặng, tối ngày 8 tháng 5, Cindy Lư đã tung loạt ảnh Đạt Di thân thiết bên con gái mình và chính thức xác nhận hẹn hò với nam ca sĩ. Đặc biệt, vợ cũ Hoài Lâm khẳng định cô chưa bao giờ làm người thứ ba và tiết lộ nguyên nhân tan vỡ với người cũ. Trong tâm thư, vợ cũ Hoài Lâm tuyên bố chắc nịch bản thân không bao giờ làm người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác. Cô sẽ chỉ bắt đầu mối quan hệ khi biết nửa kia đã kết thúc hoàn toàn với người cũ. Nói về mối quan hệ của Đạt Di và hai con, vợ cũ Hoài Lâm chia sẻ bạn trai có thể thay tã, chăm con, pha sữa, chơi cùng con, việc mà chưa chắc gì một vài người ba ruột đã làm hoặc chịu làm. Chính câu nói này khiến cộng đồng mạng cho rằng phải chăng Cindy Lư đang đá xéo Hoài Lâm là người cha vô trách nhiệm, không làm những điều cơ bản mà một người cha phải làm. Toàn bộ tâm thư của Cindy Lư. Điều đầu tiên, mình xin được đính chính về vấn đề người thứ ba trong chuyện tình cảm của ai đó. Bản thân mình chưa bao giờ dành bất kỳ đồ vật nào với người khác, chứ đừng nói đến việc dành con người. Ba mẹ mình chia tay cũng vì người thứ ba, mình cũng phải lần có người thứ ba chen chân vào cuộc sống, nên mình thà chết chứ không làm người thứ ba. Mình chỉ bắt đầu mối quan hệ khi người mình đang tìm hiểu đã kết thúc với người trước. Mình ly thân chính xác là tháng 11 năm 2019. Sau sinh nhật của gà cún vài ngày là đã xảy ra chuyện. Nhưng trong những năm trước đó, cuộc hôn nhân của mình cũng đã xém ly hôn vài lần. Đến cuối năm 2019 là không thể đi cùng nhau được nữa, nên bọn mình chính thức ở riêng. Và đến tháng 6 năm 2020, mình có nhận được thông báo từ chồng cũ là anh ấy đã tìm được hạnh phúc thật sự của anh ấy, tìm được nơi anh ấy phải ở. Vì thế mình tôn trọng và quyết định cuối cùng là ly hôn. Mọi thứ chỉ diễn ra trong một tuần là xong hết toàn bộ giấy tờ, cũng như hôm đó mình đã công khai việc ly hôn và một cách chia tay văn minh nhất có thể. Đến bây giờ mình và anh ấy vẫn có thể hỏi thăm nhau bình thường. Thậm chí trong những ngày sóng gió thế này, anh ấy vẫn nhắn tin mừng vì mình cũng đã được hạnh phúc và bảo mình không sai gì cả, đừng phải sợ. Hiện tại, bản thân mình hay anh ấy đều có hạnh phúc của riêng mình, nên hy vọng mọi người cũng tôn trọng luôn cô gái đang đi cùng anh ấy. Là phụ nữ, cũng chẳng ai thích việc người đàn ông của mình đã kết thúc với người trước rồi mà cái tên vẫn bị đi kèm. Và kể từ sau ngày đó, mình là người độc thân, mình nuôi hai em bé nhỏ mà không cần bất kỳ sự trợ cấp của ai, đến tận bây giờ vẫn như thế. Và đúng là chuyện tình cảm không bao giờ nói trước được, và người tính cũng không bằng trời tính. Trong những năm mình kết hôn, mình cũng chưa một lần gặp anh Đạt ở ngoài đời. Nói chuyện hay gặp trên phương diện là vợ của bạn vì Lâm với Đạt cũng không phải là bạn thân. Nói đúng hơn chỉ là bạn đồng nghiệp và vào lúc Lâm gặp chuyện thì Đạt động viên Lâm cố gắng. Và đến sau khi ly hôn một thời gian mình mới gặp anh Đạt trong một lần đi ăn cùng bạn bè. Và lúc đó bản thân mình hay anh Đạt cũng đều là những người độc thân. Và mình cũng nghe là anh Đạt cũng đã chia tay một khoảng thời gian trước đó. Và đến tầm đầu năm 2021, mình và anh Đạt mới nói chuyện nhiều hơn và cũng trong giai đoạn tìm hiểu. Vì thế, chuyện tình cảm này không hại ai, càng không có chuyện ngoại tình hay rượt bồ rượt vợ ai. Bọn mình ở đây không chỉ đơn giản là tình cảm trai gái. Ở đây có thể cùng nuôi dạy hai đứa trẻ. Mình không biết đối với người khác Đạt xấu như thế nào, nhưng khi đối với hai đứa nhỏ và mình, Đạt cực kỳ tốt. Và Đạt của bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều. Đạt có thể thay tã, chăm con, pha sữa, chơi cùng con. Đó là việc mà chưa chắc gì một vài người ba ruột đã làm hoặc chịu làm. Mình đã là người phụ nữ trải qua nhiều chuyện, là người mẹ có hai đứa con, bản thân mình sẽ biết đâu là thật, đâu là giả. Mình cũng biết rõ việc xây dựng gia đình và tương lai là thế nào. Cảm ơn mọi người nếu mọi người ủng hộ, mọi người tin tưởng, còn nếu không, không sao cả. Chỉ xin mọi người đừng buông ra những lời nặng nề nếu mình có úp hình hai đứa nhỏ, vì tụi nhỏ không có tội. Mình ở những năm trước có thể là người vợ khá vụng về, nhưng mình cũng đã cố hết sức có thể. Mình có nhiều điều chưa hoàn hảo, nhưng ở thời điểm hiện tại, khi làm mẹ của gà cún, mình đã làm việc quần quật từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày để cho con mình có những thứ đầy đủ nhất, học hành những nơi tốt nhất, dạy con những điều nên và không. Nên hy vọng mọi người có ghét mình ở chuyện tình cảm riêng tư, nhưng cũng xin đừng nặng lời với mình ở cách làm mẹ, vì mình vẫn đang cố gắng và hoàn thiện hết sức rồi. Sau khi em gái trải lòng, rạng sáng ngày 9 tháng 5, Gia Bảo, anh ruột Cindy Lư cũng đích thân lên tiếng. Từng kịch liệt phản đối chuyện tình cảm của em gái và Hoài Lâm, phản ứng của Gia Bảo khi hay tin em rể mới là Đạt Di khiến dân tình bất ngờ. Trên trang cá nhân, Gia Bảo cho biết anh chỉ muốn dành hết tình yêu thương, sẵn sàng sống chết bảo vệ hai mẹ con của Cindy Lư và mong dân mạng đừng dùng lời ác ý để nói đến các bé. Đáng nói, khi bàn về chuyện tình ái của em gái, Gia Bảo chỉ nhắn nhủ ngắn gọn, người lớn làm gì mình không có ý kiến. Trước đây, Gia Bảo nhiều lần khoe ảnh bên Cindy Lư và Đạt Di để chứng minh mối quan hệ tốt đẹp. Dễ dàng nhận ra, anh trai của Cindy Lư có vẻ thân thiết, gắn bó và ngầm ủng hộ tình cảm của em gái và Đạt Di gấp nhiều lần so với Hoài Lâm trước đó.